Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo luật thuế tài sản để trình Quốc hội. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận với một số điểm của dự thảo. Và nếu được thông qua thì gần như tất cả các nhà ở đô thị lớn đều phải nộp thuế. Điều này là bất hợp lý khi có những gia đình nhiều thế hệ sống trong căn nhà vẫn phải nộp thuế tài sản. Luật thuế tài sản nên đánh theo diện tích, quy định khung thuế suất, trên cơ sở đó phân cấp cho các địa phương tự quy định mức thuế suất phù hợp với trình độ phát triển của địa phương. Đây sẽ là nội dung của chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Thuế tài sản nên cân nhắc phù hợp thực tiễn ở Việt Nam. Nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo luật thuế tài sản để trình Quốc hội. Đáng chú ý trong dự thảo này là đề xuất áp dụng mức thuế tài sản chung gồm cả đất và nhà với tỷ lệ 0,3% nếu xác định ngưỡng nhà không chịu thuế dưới 1 tỷ đồng, hoặc áp dụng tỷ lệ 0,4% nếu ngưỡng nhà không chịu thuế là 700 triệu đồng. Tại hội thảo thuế tài sản và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam, Ban Chính sách Tài chính Công, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính Bộ Tài chính kiến nghị, thuế tài sản cần áp dụng đối với nhà đất có miễn giảm đối với nhà đất là tài sản công, nhà đất sử dụng cho mục đích tôn giáo, phúc lợi công cộng. Các khoản thu khác đối với tài sản như lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, giữ nguyên theo quy định hiện hành. Luật cũng nên quy định ngưỡng diện tích chịu thuế đối với nhà đất vượt một ngưỡng nhất định mới phải nộp thuế. Đại diện Ban Hợp tác Phát triển Canada cho hay ở Canada, thuế tài sản dựa trên hai nguyên tắc nền tảng, nguyên tắc lợi ích được nhận và nguyên tắc khả năng đóng thuế. Hàng năm, chính quyền đô thị sẽ xem xét lại nhu cầu ngân sách và bỏ phiếu xác định mức tăng thuế tài sản dựa vào tỷ lệ lạm phát và các nhu cầu về cơ sở hạ tầng mới nếu cần thiết. Việc đánh giá lại giá trị hiện tại của tài sản được thực hiện 4 năm một lần để đảm bảo giá trị định giá phản ánh sát sao với thị trường bất động sản. Việc áp dụng chương trình bình ổn giá giúp hạn chế tác động của việc tăng giá trị tài sản bị định giá. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng nếu đánh thuế tài sản thì phải tiếp cận từ góc độ toàn bộ tài sản, sau đó mới loại trừ tài sản nào. Đánh thuế là phải trên cơ sở là người ta có nguồn thu, có khả năng nộp thuế, tức là thực chất là đánh vào nhà giàu, có nhiều tài sản. Cái chữ tài sản ở đây chúng ta thể hiện rằng có ít thì không bỏ đánh, không nên đánh, cũng giống như là thuế thu nhập bây giờ không đánh dưới 9 triệu. Hiện Bộ Tài chính đã tiến hành nghiên cứu chính sách, điều tra khảo sát và lấy ý kiến tổ chức cá nhân và công chúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là dự án luật có quan hệ tới cá nhân, tổ chức, kể cả kinh doanh và không kinh doanh. Vì vậy, Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá lấy ý kiến từ sớm trước khi trình chính phủ một đề cương chi tiết. Vâng, thưa quý vị, dự thảo xây dựng luật thuế tài sản của Bộ Tài chính vừa đưa ra đã nhận được không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nếu áp dụng mức thuế nhà đất theo dự thảo luật này sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà đất của người nghèo trở nên xa vời hơn. Bộ Tài chính cũng cần phải cân nhắc vì không thể đánh đồng người mua, nhà đầu tư và những người có nhu cầu thực về nhà ở. Ghi nhận sau của phóng viên VTV, kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ thuế tài sản so với GDP ở nhiều nước châu Á là khoảng 2% trên GDP. Trong khi ở Việt Nam, tỷ lệ này thấp hơn 55 lần và hiện cũng mới chỉ điều tiết đối với đất. Do vậy, Bộ này cho rằng việc ban hành luật thuế tài sản là cần thiết để mở rộng cơ sở thuế, góp phần quản lý nhà nước đối với tài sản, khai thác tốt nguồn thu từ tài sản và phù hợp với thông lệ quốc tế. Và với cái mục tiêu của cái luật này là, thứ nhất là tăng cường quản lý về tài sản. Nếu được thông qua thì sẽ tăng cường quản lý về tài sản. Thứ hai là nâng cao cái hiệu quả sử dụng nhà và đất, cùng với nó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản. Thứ ba là đảm bảo cái sự minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản, và như vậy nó sẽ góp phần rất quan trọng vào cái công tác phòng ngừa và phòng chống tham nhũng. Và cái cuối cùng, nếu cái luật này được thông qua, tức là cũng trên cơ sở nào đó chúng ta cũng mở rộng nguồn thu từ ngân sách nhà nước, nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cái cơ cấu lại nguồn thu và đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách. Ở góc độ khác, nhiều chuyên gia cho rằng đất đai là tài sản hữu hạn nên rất cần ban hành một sắc thuế để quản lý nhằm tạo ra sự công bằng trong sở hữu nguồn tài sản này. Liên quan đến đất đai và nhà ở, đây là những tài sản không phải chỉ là đơn thuần của cá nhân mà thực sự đấy là những tài sản chung của xã hội, và cái quy mô của nó không phải là vô hạn.
nó chỉ có một cái diện tích giới hạn nhất định. Nếu như anh đã chiếm hữu cái nhà này rồi thì người khác không có cơ hội để mà chiếm hữu sử dụng cái nhà đó. Và chính như vậy thì người ta đặt ra vấn đề cái thuế tài sản để nhằm điều tiết cái việc chiếm hữu các cái loại tài sản của xã hội và phân phối lại các nguồn tài sản đó, để tránh tình trạng có những người có thể chiếm hữu quá nhiều, trong khi có những người thì không có cơ hội để tiếp cận những cái nguồn tài sản này. Rõ ràng là cái nội dung với cái thiết kế từ thuế suất đến cái giá trị đánh thuế thì nó đi ngược lại hoàn toàn cái mục đích đặt ra. Hoàn toàn là không nhằm đến cái người đầu cơ, hoàn toàn là không nhằm đến những cái người mà thực sự là có những cái tài sản để lãng phí không sử dụng đến, mà cuối cùng thì là vào bất cứ ai và chỉ đơn thuần là nhìn vào một con số. Và cái tài sản đấy thì là hoàn toàn là những người bình thường nhất, những cái gia đình nghèo cũng vẫn có thể là phải nộp thuế, thì cái bất hợp lý, không thể nào so sánh với quốc tế, với thế giới được, vì cái môi trường pháp lý, cái an sinh xã hội, cái đặc điểm nó hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như là người ta không có nhà nhưng người ta vẫn có nhiều tài sản, vẫn đi du lịch và vẫn cứ cuộc sống là đảm bảo như của mình ấy, thì cả cuộc đời tích góp vào cái gì, có mỗi cái nhà không, không có cái gì kèm theo nữa, không có cái gì đảm bảo cho cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của người dân lại cho rằng nhà phải chịu thuế tài sản là chưa hợp lý với mức sống của người dân hiện nay. Ở bên nước ngoài thì họ đã thu thuế từ lâu rồi. Thế nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân thì tôi muốn là nếu như có rất nhiều người thu nhập thấp ấy, đóng thêm thuế thì rất là nặng. Cả một cái quá trình đi lao động để có được một cái số tiền nho nhỏ đấy là cũng phải tích góp 15-20 năm công tác mà cũng chưa đủ tiền, còn được sự hỗ trợ của gia đình và đi vay mượn nữa mới được cái số tiền như thế. Bây giờ lại còn đánh thuế người ta thì tôi thấy là hoàn toàn không hợp lý một chút nào. Nếu mà nói về nguồn thu ngân sách của nhà nước thì nói chung nó là cái trách nhiệm chung của toàn dân. Thế nhưng mà không, mình cũng phải tùy từng cái để mình xem xét, chứ không phải cái nào mình cũng coi như là cứ thu là thu. Như thế tôi cho là không hợp lý. Cũng cùng quan điểm trên, đại diện doanh nghiệp này cho biết hiện nay người dân xây nhà đã phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quyền sử dụng đất. Nên nếu có luật thuế tài sản, người dân sẽ khó khăn hơn. Thời gian qua thì rõ ràng là gì? Chúng ta áp dụng thuế như những nước phát triển, nhưng mà chúng ta chưa làm được cho dân như những nước phát triển đang thực hiện cho họ. Thế chúng ta lại đang bị thuế, có nghĩa là gì? Làm cho dân có một cái hệ tư duy là người ta đang bị thuế chồng thuế. Và cái điểm nữa chính là gì? Chúng ta đang bị giẫm lên chân về chính sách. Tôi thấy rằng là vấn đề là phải giải quyết được là tại sao lại đánh vào thuế tài sản. Phải trả lời được cho người dân hiểu như thế đấy. Đúng không ạ? Phải trả lời câu hỏi là tại sao lại đánh vào thuế tài sản. Tôi lấy ví dụ, bây giờ nhà đất có những căn hộ ở tôi là gì? Ở từ những năm 1930 mấy, ở đến năm 1980 mấy, 1800 đấy, chứ không phải 1800. Thế có những căn hộ là ở từ năm 1930 mấy qua trở lại. Họ có sổ sách, nó bằng khoán điền thổ từ những cái ngày trước trở lại. Thế sau đó đến một ngày đẹp trời phải đóng thuế. Vậy thì tại sao họ phải đóng thuế, trong khi là gì? Cái đấy là gì? Nhà đất của họ từ thừa kế từ đời cụ kỵ bao nhiêu đời để lại. Tại sao lại thu? Đúng không? Phải trả lời đúng không? Là tại sao lại phải thu? Không thể lý do, không thể có một cái lý do là gì? Vì ông tồn tại nên ông phải đóng tiền. Không thể có lý do đấy được. Nhà đất là tài sản có giá trị lớn và hết sức cần thiết trong đời sống của mỗi con người. Xây dựng và ban hành một công cụ pháp lý hữu hiệu để quản lý nhà đất, đảm bảo sự ổn định của thị trường bất động sản cũng như đảm bảo quyền có nhà ở của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn. Tôi rất là hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các cái nhà khoa học, rồi nhân dân trong cả nước tham gia góp ý về cái dự thảo luật này. Và đây là một cái bước để chúng tôi tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh để hoàn thiện cái hồ sơ để đăng ký báo cáo với chính phủ, nếu được chính phủ thông qua để đăng ký với quốc hội để xây dựng để đưa vào cái chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội trong cái nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, để luật thuế tài sản làm được điều này và đi vào cuộc sống, phát huy được những mặt tích cực cần có sự nghiên cứu thấu đáo ở nhiều góc cạnh, để khi luật được ban hành vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhưng cũng kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản và thực hiện công bằng xã hội. Tuy mới đang là dự thảo, nhưng luật thuế tài sản đang nhận được sự quan tâm và không ít phản hồi của dư luận.
Một số chuyên gia dù đồng tình với việc đánh thuế là hợp thông lệ quốc tế, nhưng đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét kỹ lại một số nội dung của dự thảo. Quan trọng là đánh thuế ở mức nào, đối tượng nào thuộc diện đánh thuế tài sản. Từ đó có sự điều tiết tác động kịp thời nhằm khuyến khích các chủ sở hữu sử dụng tài sản hợp lý. Đầu tiên là chúng ta cũng lại phải có dữ liệu để tính toán được rằng là cái giá đất, giá nhà, tổng số tài sản của người ta bao nhiêu. Nếu chúng ta đã đặt là thuế tài sản thì đồng nghĩa với việc là phải tính trên tất cả tài sản. Sau đó thì mới loại trừ, loại nào không cần thiết, loại nào là bằng không. Chứ không thể nào lại tách rời từng cái khoản tài sản, cũng không nên tách rời từng cái nhà và đất. Và cái mức đánh thì vì là rất nhiều cái thuế khác rồi và chúng ta hoàn toàn chưa quen với việc đánh thuế thì cần phải đánh một cái mức rất là thấp, khởi điểm rất là thấp. Sau đó những cái người mà có nhiều tài sản quá giàu ấy thì ở một cái mức lũy tiến rất cao, có thể gấp 5, gấp 10 lần cái mức khởi điểm. Chứ không thể nào có bằng với cái người mà thu nhập rất là thấp, chỉ có một cái nhà để ở không nguồn thu cũng đi đánh thuế tài sản thì hoàn toàn là bất công và nó không đạt được cái mục tiêu thực sự của cái thuế, cái dự kiến thuế này. Nhưng nhóm nghiên cứu của Bộ Tài chính thì có quy đưa ra đề xuất là xây dựng một cái hệ thống thuế tài sản, nó phải là một bộ phận tương thích trong tổng hệ thống thuế của Việt Nam. Tức là nếu như đã có phần nào quy định về thuế, chồng thuế thì phải loại trừ ngay những cái thuế nào đã được thu, mà nếu có thuế tài sản mới thì phải hủy bỏ các sắc thuế cũ. Điểm thứ hai, thuế suất cũng phải tính trên nó các cái nguyên tắc công bằng và mang tính chất là phân phối thu nhập, phân phối loại thu nhập, đồng thời có tính đến mục đích sử dụng của các loại tài sản là nhà và đất. Nhóm nghiên cứu cũng có đề xuất là thuế tài sản mà tới đây trình Bộ Tài chính sẽ bao gồm chủ yếu là thuế đối với đất và nhà. Thì theo tôi là gì? Thì cái việc cải cách thuế theo lộ trình là một cái tất yếu phải làm. Nhưng mà các cơ quan ban hành chính sách, cơ quan làm chính sách, chính phủ và quốc hội cũng phải làm tốt được những cái như tôi nói ở trên. Một là phải tính lại cái lộ trình. Thứ hai là tính những cái sắc thuế nào điều chỉnh ra làm sao và những cái thuế mới đưa ra thời điểm này đã hợp lý chưa hợp lý. Và thứ ba nữa là cần phải sự công khai minh bạch về ngân sách. Và thứ tư nữa phải tuyên truyền cho người dân, người ta hiểu tường tận về mục đích, ý nghĩa của từng cái việc điều chỉnh thuế cũng như tăng thuế, thì khi đó mọi việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Chúng ta nên xác định một cái mức khởi điểm đánh thuế ở cái mức ít nhất là ở cái trung bình của xã hội trở lên. Những người nào đang chiếm hữu một cái mức gọi là phổ biến trung bình, đấy là cái điều bình thường. Còn những người nào trên mức trung bình đó, chúng ta nên có một cái mức thuế để điều tiết hành vi của họ. Và như vậy thì theo tôi ở đây chúng ta cũng nên kết hợp của hai yếu tố. Một là yếu tố về mặt giá trị, hai là yếu tố về mặt quy mô diện tích. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần áp dụng một yếu tố nào thì có thể nó cũng sẽ không đảm bảo cái tính công bằng này lắm. Phải xác định được cái đối tượng đánh thuế là nhà là đất, xác định được diện tích, xác định được giá trị thì rõ ràng là cần một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn. Và đương nhiên thì đây là cái công việc làm khó khăn, nhưng khó khăn thì cũng vẫn phải làm, bởi vì rõ ràng là cái lợi ích mà cái việc đánh thuế tài sản mang lại cho ngân sách nhà nước cũng như là tác động đến cái điều tiết cái thị trường bất động sản. Để luật thực thi tốt thì chúng tôi cho rằng cần phải sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Không có cơ dữ liệu đó thì chúng ta sẽ quản lý không tốt được. Tôi nói ví dụ như luật thuế tài sản, chúng ta phải có những cái chia sẻ được những cái dữ liệu về đất đai thì chúng ta mới quản lý được. Dữ liệu hiện nay là ý kiến thì rất là tốt, nhưng mà quản lý thì không thể bắt cơ quan thuế đi làm mọi thứ được. Đến đây chương trình Tài chính tối tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.